Hello, ngoài đường Pit xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam tối ngày hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2023. Ngoài đường Pit vừa mới ở khách sạn Hyatt Regency, à, nơi mà đội tuyển Thái Lan họ đến và đóng quân để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi gặp đội chủ nhà Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 13 tháng 1. Thầy trò huấn luyện viên King đến rất vội vã ngay lập tức di chuyển vào trong khu vực phòng ăn. Có lẽ là các cầu thủ của đội tuyển Thái Lan họ cũng đã rất mệt mỏi rồi và chính vì vậy mà họ cố gắng di chuyển thật nhanh vào trong khu vực nhà ăn để dùng bữa tối. Xin chia sẻ với cả nhà là đội tuyển Thái Lan họ hạ cánh tại sân bay nội bài vào lúc 18 giờ 20 phút. Tuy nhiên là phải đến gần 19 giờ 30 phút họ mới hoàn tất các cái thủ tục và bắt đầu rời khỏi sân bay về tới thủ đô Hà Nội về tới khách sạn Hyatt vào lúc 20 giờ 30 phút hai tiếng đồng hồ hơn làm thủ tục có lẽ là cũng đã khiến cho các thành viên của đội tuyển Thái Lan mệt mỏi và chính vì vậy mà ngay lập tức là toàn bộ các thành viên họ di chuyển vào trong khu vực phòng ăn với cái mong muốn là ăn thật là sớm để hồi hồi phục sức khỏe trong khi đó thì hành lý của các cầu thủ thái lan đã được à, chở đến bằng một chiếc xe riêng và đội ngũ trợ lý của à, thái lan họ sẽ di chuyển toàn bộ hành lý đó vào trong khách sạn các cầu thủ sau khi ăn tối xong thì chỉ việc mang hành lý lên à, phòng và nghỉ ngơi mà thôi rõ ràng là người thái họ cũng rất tranh thủ quãng thời gian để nhanh chóng phục hồi sau cái trận đấu với đội tuyển malaysia vào ngày hôm qua và hướng tới cái phần làm quen với sân Mỹ Đình vào tối ngày mai và lúc 19 giờ 30 tối ngày mai thì đội tuyển Thái Lan họ sẽ tập làm quen với sân Mỹ Đình và ngày 13 tháng 1 họ sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Trước mặt của chúng ta cầu thủ tóc vàng mặc toàn bộ trang phục màu xanh chính là Theraton Boonmahan, cầu thủ được đánh giá là cực kỳ tinh quái của đội tuyển Thái Lan. Đây sẽ là cầu thủ mà nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta Bởi vì đơn giản một điều Theraton Bulmathan là cầu thủ có thể khiến cho mọi đội bóng phải dè chừng Với những cái thẻ phạt có thể đến từ những cái hành động ức chế trả đũa với Bulmathan Nếu như là bị cầu thủ này liên tục đá xấu và đá rất là quái, đá rất là khéo à, Xin chia sẻ với cả nhà còn cầu thủ mang áo trắng này đây Cũng là một nhân tố cực kỳ nguy hiểm Ở hàng tấn công của đội tuyển Thái Sarak Yuyen Và chính vì vậy mà sẽ phải có sự đề cao cảnh giác Nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chúng ta Trong khi đó thì với huấn luyện viên Mano Polking, Ông vẫn giữ đúng cái phong thái quen thuộc của mình Luôn đi cuối cùng Ở trên xe của đội tuyển Thái Lan Giống như là huấn luyện viên trưởng ông Park Hang Seo Cũng vậy Và với ông Mano Polking ông đã sẵn sàng cho cái trận chung kết làm khách trên sân Mỹ Đình trước khi mà quay trở lại sân nhà thi đấu trên sân Thammasat. Quay đầu uh, rất là cảm ơn thương hiệu Red Bull năng lượng tích cực hừng hực chiến thắng đã đồng hành cùng với mình trong các chương trình uh, tác nghiệp tại AFF Cup và hy vọng rằng là sẽ mang đến cho quý khán giả thêm nhiều thông tin thú vị về uh, hai trận đấu quyết định chiếc cúp vô địch của Đông Nam Á với sự góp mặt của đội tuyển việt nam thầy trò huấn luyện viên park hang seo đang nỗ lực tối đa với hy vọng thêm một lần nữa mang chiếc cúp vàng về với bóng đá việt nam chúng ta năm ngoái đội tuyển việt nam đã sẩy chân trước người thái ở trận bán kết còn lần này có lẽ sẽ khó có cú sẩy chân lần nữa quyết tâm của đội tuyển việt nam lúc này rất lớn phong độ của đội tuyển việt nam ở thời điểm này được đánh giá là một đối trọng thực sự với người Thái. Thái Lan có quyền lo lắng trước những gì mà đội tuyển Việt Nam đang thể hiện. Thủ môn Đặng Văn Lâm chưa để thủng lưới một bàn nào sau 6 trận đấu. Hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam đã ghi được 14 bàn thắng, trong đó riêng một mình tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có được 5 bàn thắng, có thể nói là cực kỳ quan trọng. Và rõ ràng là với cái phong độ hiện tại của đội tuyển Việt Nam người Thái không lo mới là lạ nhất là khi họ cũng không có được sự phục vụ của một số những ngôi sao chẳng hạn như Subachok hay là Chanat uh, uh, Messi Thái á Messi Jay á uh, Ch Chanathip Songkrasin á uh, mình xin uh, chia sẻ uh, đây là những cái cầu thủ rất là quan trọng với người Thái nhưng mà năm nay thì uh, các cầu thủ này họ muốn dùng cái sự tập trung cho cái chuẩn bị trước mùa giải ở giải j one tức là giải vô địch quốc gia ở nhật bản và vì vậy mà họ không về để thi đấu cho đội tuyển thái lan giống với một trường hợp cũng mới đây mà chúng ta nhắc đến rất là nhiều đó là nguyễn công phượng nguyễn công phượng thì đang tập luyện cùng với yokohama fc để chuẩn bị cho j one và việc mà thiếu vắng chanathip cũng như là subachok buộc huấn luyện viên manopol king phải đặt niềm tin vào teresin dangda Therathon, Bunmathan hay là Sarac Yuen những nhân tố được xem là cực kỳ quan trọng trong lối chơi của Thái Lan ạ. Xin chia sẻ với cả nhà. Không biết là quý khán giả đã đặt vé để vô sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta hay chưa? Mức giá 400 000 600 ngàn, 800 000 và 1 triệu đồng. Mình xin chia sẻ. Với cái mức giá 1 triệu đồng cho đến thời điểm này vé đã hết. Không còn vé. Với những cái mức giá thấp hơn 600, 400, hay 800 thì chắc chắn là vẫn còn vì chiều ngày hôm nay mình có đi qua sân Mỹ Đình và mình thấy rất nhiều phe vé đang cầm trên tay những cái tập vé còn nhiều mệnh giá khác nhau trừ cái mệnh giá 1 triệu đồng cho nên cả nhà ơi hãy à, cố gắng sở hữu cho mình những cái tấm vé để đến tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo bởi vì 3 ngày sau đó chúng ta sẽ phải thi đấu một trận đấu lượt về dự báo là cực kỳ khó khăn trên sân Thammasat đây là sân Thammasat nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam của chúng ta vào ngày 16 tháng 1. Mới cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ, mức giá đã được công bố. Trong đó cả nhà nhìn lên màn hình có thể thấy cái khu vực màu xanh dương là nơi sẽ dành cho các cổ động viên đội Việt Nam chúng ta. Còn lại toàn bộ các cái khu vực còn lại từ màu vàng, màu xanh lá cây, màu đỏ cho đến màu vàng đậm là dành cho các cổ động viên của Thái Lan. Khu vực uh, press zone tức là nơi báo chí tác nghiệp thì ở ngay bên cạnh khu vực của cổ động viên Việt Nam. Đó chúng ta có thể thấy và mức giá đã được đưa ra cổ động viên Việt Nam giá cao nhất. 750 bạc tương đương với khoảng 570.000 đồng Việt Nam mình. Đây là mức giá cho một tấm vé đã được ban tổ chức họ công bố nhưng kỳ thực để sở hữu được cái vé 750 bạc này xem ra là không hề đơn giản kể cả với hội cổ động viên bóng đá Việt Nam ở Việt Nam chúng ta bay qua mua hay là cổ động viên Việt Nam của chúng ta đang sinh sống, những kiều bào Việt Nam mình đang sinh sống ở Thái Lan. Muốn mua được cái mức giá 750 bạc không hề là đơn giản đâu cả nhà. Giá có thể lên gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần. Xin chia sẻ với cả nhà những cái thông tin mới nhất. Còn về tình hình vé máy bay, bay sang Thái Lan. Sáng ngày hôm nay ngoài đường Pit đã công bố cái mức giá cho tour du lịch sang Thái Lan là 10 triệu đồng và ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng rất là tuyệt vời của những cô chú anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Cần Thơ. Và có một số cô chú là ở Hà Nội. Tuy nhiên, mới cách đây một tiếng đồng hồ, mình đã phải nói một cái lời xin lỗi đến cho những cô chú anh chị đã chuyển tiền, cũng như là đã đăng ký đi cái tour Thái Lan 4 ngày 3 đêm. À, xin lỗi cả nhà là rất tiếc là ngày hôm qua khi mà mình mua cái vé máy bay, thì nó còn ở cái mức gọi là tạm chấp nhận được cho một cái chuyến bay sang Thái Lan nhưng bây giờ thì vé đã cao lên gấp 2 gấp 3 lần Vâng chỉ mới một cái vé máy bay thôi đã cao lên gấp 2 gấp 3 lần và thậm chí là có cái vé mà các bạn tưởng tượng của một hãng hàng không mới ngày hôm qua mình mua với mức giá là 1 triệu chín cho cái chuyến đi về thì bây giờ cái mức giá cho cả khứ hồi của cái hãng hàng không này nó đã lên tới con số hơn 10 triệu đồng Dạ 1 triệu 9 Mà lên tới hơn 10 triệu đồng cho đi về Tức là khoảng 5 triệu đồng Thì cả nhà có thể tưởng tượng là Nó đã tăng lên gấp 3 lần chỉ vì cái nhu cầu rất là lớn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam mình muốn sang Thái để cổ vũ mà giá vé máy bay đã tăng, giá khách sạn chắc chắn là cũng sẽ tăng, rồi các cái giá dịch vụ khác nó tăng. Thật sự là mình cũng đã phải cáo lỗi với đoàn du lịch của mình rồi Rất tiếc là mình không thể làm được một cái tour Với cái chi phí mà như mình đã công bố lúc đầu là 10 triệu đồng Mình rất tự tin về cái giá vé máy bay sẽ rất phù hợp Nhưng mà tha ngôi là thôi an rồi Thôi đành phải à, chấp nhận là không thể làm được tour với cái chi phí 10 triệu nữa Rất là xin lỗi à, quý khán giả Rất là xin lỗi các cô chú anh chị mà đã à, sáng nay đã chuyển tiền cho mình Đã đặt tour À, thật sự là rất là đáng tiếc à, bây giờ thì à, chúng ta sẽ quay trở lại với phần tập luyện của đội tuyển việt nam vào chiều ngày hôm nay đồng thời là chúng ta sẽ tương tác luôn và đừng biết rất là cảm ơn sự ủng hộ của quý khán giả và nếu yêu thích có thể cho mình xin một like để tăng thêm cái tương tác cho chương trình livestream ngày hôm nay được không ạ xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ Đây rồi, chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện luôn. Xin chào bạn hậu Nguyễn, xin chào bạn Đăng Khôi, bạn Thành Trung, em chào anh Thành Trung ạ. Xin chào bạn Hiếu Béo Vlog, bạn Hùng Nguyễn, bạn Đức Thế. Việt Nam mình tỉnh táo lắm, không dễ gì bị khiêu khích đâu. Xin cảm ơn chia sẻ của Đức Thế. đội tuyển Việt Nam của chúng ta có nhiều cầu thủ cũng có mức độ tinh quái và thi đấu rất an toàn, an tâm, chắc chắn. À, và vì vậy mà người hâm mộ có quyền hy vọng rằng là bản lĩnh của các cầu thủ sẽ được thể hiện kể cả trước cái sự khiêu khích của terathon bunmathan hay là các vị trí khác của đội tuyển thái lan à, xin chia sẻ với bạn đức thế xin chào bạn nguyễn hậu sân mỹ đình việt nam sẽ thắng cách biệt hai bàn thắng trở lên về lực về đá sân khách phòng thủ phản công đó là sở trường của thầy park đây là điều mà chúng ta cùng chờ đợi và cùng kỳ vọng bạn hậu nguyễn ạ à. hy vọng rằng là cái điều này nó sẽ thành hiện thực chúng ta không để thủng lưới trên sân nhà mỹ đình và chúng ta có được bàn thắng để đánh bại thái lan thì quá tuyệt vời xin chào bạn hoàng nguyễn mua được vé vào xem chung kết ngon quá ạ à. xin cảm ơn À, chia sẻ của bạn hoàng nguyễn vậy là hoàng nguyễn đã mua được vé rồi đúng không chúc mừng bạn rất nhiều nha xin chào bạn tây duyên xin cảm ơn lời chúc của bạn xin chào nga trần xin chào uh, chị hu uh, kinh Trông mọi người like trước xem sau có được không ạ thói quen like trước xem sau là nguồn động lực cho dũng tiếp tục làm nhiều clip hay chân thật nóng hổi nhất cho chúng ta coi xin cảm ơn bạn chị hu uh, kinh ạ xin chào bạn kim mây bạn uh, đỗ xuân sang bạn Đỗ Xuân Sang, Tết năm trước cả nước Việt Nam ăn thịt kho tàu, Tết năm nay cả nước ta ăn món lẩu Thái. <laughs> Một bình luận rất là hay, rất là dễ thương. ạ à. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Đỗ Xuân Sang rất nhiều. Bạn Nhật Huynh, trận Thái đá với Malay, ông Polking sử dụng đội hình 3-5-2 khá lạ. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nhật Huynh. Xin chào bạn Nga Trần, chúc toàn đội chiến thắng Thái Lan xin cảm ơn chia sẻ của nga trần à, bạn kim mây anh dũng cho em hỏi ngoài lề chúc văn thanh về công an hà nội phải không anh em cảm ơn anh chính xác ngày hôm qua thì chúng ta thấy công an hà nội họ đã công bố danh sách đội hình của họ trong đó có hình của vũ văn thanh đây là một cái nước đi mà cực kỳ là bất ngờ bởi vì từ trước đến giờ thì thông tin văn thanh về với à, câu lạc bộ à, nam định là đã được à, khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy mà đến phút cuối thì chúng ta lại thấy công an hà nội mới là đội sở hữu vũ văn thanh xin cảm ơn chia sẻ của bạn kim mây xin chào bạn uh, thanh thọ xin chào bạn uh, nhật huynh để mình mở cái ánh sáng lên một chút rồi uh, thái hay tấn công vào cánh xong truyền về tiếng hai chỉ lo mỗi cánh tấn tài vì bên cánh phải Việt Nam thủ yếu hơn bên cánh trái. Nhưng mà ngược lại thì người Thái họ càng phải dè chừng với Hồ Tấn Tài nếu như Hồ Tấn Tài được sử dụng bởi vì đây là một trong những hậu vệ có khả năng dâng cao, hỗ trợ tấn công và trực tiếp tấn công ghi bàn rất tốt của đội tuyển Việt Nam. Nếu Thái Lan họ chủ quan và họ đánh giá không cao cái vị trí của hồ tấn tài rất có thể họ sẽ phải trả cái giá rất đắt mình đang rất kỳ vọng bởi vì hồ tấn tài có thể mới là nhân tố gây bất ngờ ở cái khả năng uh, hỗ trợ tấn công và tìm kiếm bàn thắng nên là chúng ta cùng chờ xem liệu cái điều này nó có thành hiện thực ở cuộc đối đầu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển thái lan vào ngày 13 tháng 1 hay không mình gửi lời chào đến bạn văn quý bạn trần đình thủy bạn đoàn lương chúc các cầu thủ nhà mình luôn chiến đấu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh xin cảm ơn chia sẻ của bạn đoàn lương Chào bạn Công Triệu lượt đi trên sân Mỹ Đình dự là Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 1-0. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Công Triệu, bạn Thanh Thọ. Việt Nam mình từ thời ông Park đến nay chưa thua Thái bao giờ. Mong Việt Nam giải quyết trận chung kết tại sân Mỹ Đình. Ở chúng ta đã thua Thái Lan năm ngoái rồi cả nhà quên à sao lại quên <laughs> dễ dàng như vậy à? Chúng ta thua ở AF Cup cũng là giải đấu này đây ạ. À. Chúng ta thua 0-2 thua không hai và lượt về thì chúng ta hòa không không chúng ta đã rất muốn tìm kiếm cái bàn thắng nhưng bất lực trước sự xuất sắc của thái lan à, chúng ta không thể quên được cái thất bại đó à, vì vậy mà xin chia sẻ với cả nhà là chúng ta cần phải thi đấu thật tập trung không được phép chủ quan coi thường đối thủ mà mình nghĩ rằng là lần này thì sẽ không có bất kỳ một cái sự chủ quan nào nữa đội tuyển việt nam của chúng ta sẽ thi đấu thực sự là chắc chắn để quyết tâm Đánh bại được Thái Lan Bạn Văn Quý Mong Việt Nam vô địch Để có cái kết viên mãn với Thầy Bắc Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Văn Quý Bạn Nhật Huynh Theo anh thì kỳ này Cầu thủ nào đã dưới sự kỳ vọng Mong anh chọn từng vị trí Từ hậu vệ cho đến tiền đạo à, Mình có thấy những cái cầu thủ mà thực sự là đá trái với cái kỳ vọng của mình nhưng mà mình thấy khoảng 5 cầu thủ. Tuy nhiên là ở thời điểm này thì mình nghĩ rằng không nên phân tích đến cái việc này bởi vì đội tuyển lúc này cái điều quan trọng nhất đó là tin tưởng và động viên tất cả các cầu thủ. Chúng ta cũng đã bước vào tới cái trận đấu cuối cùng, kể cả họ có đá trái với kỳ vọng thì họ cũng đóng góp rất nhiều cho cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam và điều quan trọng nhất là đội tuyển việt nam của chúng ta là một trong hai đội bóng cuối cùng lọt vào tới trận chung kết mà đó là một cái tinh thần tập thể rất là tuyệt vời rồi và những cái khó khăn chúng ta cũng đã lần lượt giải đáp chúng ta đã lần lượt vượt qua vậy thì chẳng có lý do gì để bây giờ lại đi mổ xẻ những cái vấn đề mà hoàn toàn có thể khắc phục được ngay ở những cái trận đấu tới đây xin chào bạn Đình Dũng Đông Á Thanh Hóa năm nay mạnh quá. Ờ, xin cảm ơn chia sẻ của bạn Đình Dũng. Ở thời điểm này thì Dũng không có nắm thông tin về các câu lạc bộ nên là bây giờ có bình luận <laughs> về câu lạc bộ nào thì mình cũng bó tay luôn. Lúc này thì sự tập trung của mình dành cho đội tuyển Việt Nam ạ. À. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Đình Dũng. Bạn Nguyễn Nam Khánh Việt Nam vô địch cao nhưng chắc chắn nhưng chắc gặp khó khăn nhiều lắm giữ sạch lưới hết giải chia tay thầy Park là hay nhất xin cảm ơn chia sẻ của Nguyễn Nam Khánh bạn Ly Vũ Ly à, trận khởi đầu hành trình của thầy Park gặp Thái tại Kinh Cúp thắng nhẹ 1-0 và kết thúc hành trình cùng đội tuyển Việt Nam lại gặp Thái thế thì à, thắng nặng xíu lượt đi 2-0 lượt về 1-0 cho hoành Tráng xin cảm ơn chia sẻ của bạn Ly Vũ Ly À, nếu nói đúng á, là lịch sử đối đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo với Thái Lan nếu không xét đến cấp độ đội tuyển Việt Nam thì chính là cái cúp M150 tức là cái giải đấu giao hữu mà diễn ra tại Buriram của Thái Lan vào tháng 12 năm 2018 2017 xin lỗi đó là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo mới nhậm chức và ông đã dẫn dắt U 23 ở Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số lúc đó là 21 đúng không ạ và kể từ cái thời điểm đó cũng chính từ cái cột mốc mà đánh bại những cầu thủ Thái Lan đó mà huấn luyện viên Park Hang Seo đã thu phục được nhân tâm ở đây mình dùng đến từ nhân tâm là bởi vì các cầu thủ của U23 Việt Nam lúc đó và tiếp theo họ chính là cái thế hệ đội tuyển cho đến bây giờ đó thì họ đã hoàn toàn bị chinh phục bởi cái nhiệt huyết của huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi cái sự truyền lửa của nhà cầm quân người Hàn Quốc và bởi cái sự cái cái phong thái, cái cách làm việc cực kỳ chuyên nghiệp của ông Park đã mang đến một cái sự tự tin cực kỳ lớn, mang đến một cái gọi là cái nhiệt huyết cho U23 Việt Nam ở thời điểm đó. Để rồi sau đó chưa đầy 3 tuần họ tạo nên một loạt các cái chiến tích tại Thường Châu tại Côn Sơn tại uh, U23 châu Á đúng không ạ và từ cái thời điểm đó là bóng đá Việt Nam chúng ta chuyển sang một cái bước ngoặt hoàn toàn mới với hàng loạt những cái thành công liên tục thực sự là nói là vang dội luôn đó xin chia sẻ với cả nhà quý khán giả đang theo dõi livestream nếu yêu thích thì có thể cho ngoài đường tiếp xin một like để tăng thêm cái tương tác được không ạ Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. xin chào bạn Ngô Thiên Hải Thịt kho tàu là món ăn mặn sau khi nhậu món lẩu thái ngon lành Vậy cho nên là lẩu thái ngon Anh Dũng ơi chúc đội tuyển Việt Nam ăn lẩu thái ngon lành cành đào anh nhé Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Ngô Thiên Hải rất nhiều ạ <laughs> Xin chào bạn Nguyễn Đức Thắng Bạn cho hỏi Madame Pang có bán sữa mẹ không? mình Cái này mình không rõ bạn ơi bạn Tấn Duyên à Tây Duyên à Tấn Tài sẽ ghi bàn nếu Thái chủ quan xin cảm ơn à, chia sẻ của bạn Tây Duyên như là mình lúc nãy mình cũng đã phân tích mình tin tưởng vào cái khả năng của Hồ Tấn Tài một nhân tố hoàn toàn có thể gây bất ngờ xin chào bạn Lê Hùng năm ngoái việc gặp Thái thua hay không luật lượt đi tỷ số không không lượt về nên không nói trước được điều gì đừng có nói to quá rồi thất vọng xin cảm ơn chia sẻ của bạn hùng lê đó là lý do chúng ta không được phép chủ quan khi đối đầu với thái lan đội bóng đang giữ chức vô địch của đông nam á một đối thủ có thể nói là sưng sỏ đối với đội tuyển việt nam của chúng ta bạn Sky CTS Thái Lan thiếu ít nhất 7 đến 8 cầu thủ trụ cột là Chanathip, Subachok, Subachai, Sufanat, Tristan Đỗ, Tombia, Thittifan, Thanawat, Narubodin nhưng dàn này đủ sức thắng Việt Nam không? À, thời điểm hiện tại mình vẫn tin tưởng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ giành chiến thắng. Bạn Lê Thị Đức Thái Thầy bắt bỏ Việt Nam rồi buồn quá Thầy ơi dù thầy ở đâu người Việt Nam luôn nhớ đến thầy Lúc nào thầy đến Việt Nam tôi luôn đón thầy Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Lê Thị Đức Thái Bạn Nguyễn Thị Lợi à, Chào Hữu Dũng Mình đã lấy cho Dũng rồi đó Mình ở tận Lộc Ninh Bình Phước Ra được Hà Nội Xem trận chung kết ước mơ nhất trong đời Không biết bao giờ mới ra được Sân Mỹ Đình Năm nay đã 64 tuổi rồi oh dạ con cảm ơn cô nguyễn thị lợi ạ dạ con cảm ơn cô đã like cho con ạ quý khán giả đang theo dõi livestream nếu yêu thích thì có thể cho ngoài đường pit xin một like để tăng thêm cái tương tác ngày hôm nay được không ạ xin cảm ơn cả nhà rất nhiều bạn Tô Nhật trường tuyển việt nam mình chỉ cần khóa chặt bun với lão tướng đang đa là xong phim đúng như vậy chúng ta đây là cái phân tích của giới chuyên môn tuy nhiên là người thái thì họ có những cái nhân tố có thể gây bất ngờ cho nên là nói chung là phải đề cao cảnh giác chúng ta cũng đã thấy là đội tuyển việt nam của chúng ta có những cái tình huống tổ chức tấn công rất là biến hóa đặc biệt là ở những cái tình huống cố định có một cái điều mà ngày hôm nay mình quan sát đó là chiều cao của các cầu thủ đội tuyển Thái Lan thực sự là khiêm tốn họ có những cầu thủ ở mức là cao bình thường hay thậm chí nói là lùng nếu mang so với đội tuyển Việt Nam của chúng ta đây sẽ là một cái lợi thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cân nhắc mình nói đây là một lợi thế mình tin đây là cơ sở rất là lớn lúc nãy thì mình có quan sát kỹ các cầu thủ của Thái Lan tất nhiên là họ có thủ môn họ có các trung vệ có chiều cao tương đối là tốt nhưng mà nếu so với các cầu thủ của Indonesia đối thủ mà chúng ta vừa mới đối đầu ở bán kết thì cũng chưa chắc đã bằng nên là đây sẽ là một cái yếu tố mà chúng ta cân nhắc đến trong cái trường hợp là cần giải quyết thế trận bằng những cái tình huống cố định à, có thể là phạt gốc có thể là à, đá phạt và các cầu thủ dàn hàng ngang để có thể băng vào đánh đầu thì rõ ràng đây là một cái lợi thế đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy được cái bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Tiến Linh ở cái trận đấu vừa rồi. Có một cái đóng góp rất là quan trọng của Phạm Tuấn Hải. Tuấn Hải và Tiến Linh đang đứng theo cái vị trí ở trung tâm của hàng phòng ngự Indonesia và lúc đó thì Indonesia họ đã cắt cử người để theo kèm Tiến Linh tuy nhiên là việc mà phạm tuấn hải bất ngờ di chuyển cắt mặt đấy đã khiến cho cái trung vệ mà đang kèm tiến linh bị sao lãng và chuyển qua kèm tuấn hải để rồi tiến linh có cái khoảng trống đánh đầu rõ ràng là đây có lẽ là những cái chiến thuật mà huấn luyện viên park hang seo đã tập cho các cầu thủ của mình rất kỹ để mà có cái phương án đối đầu với indonesia và bây giờ ông chắc chắn cũng đã nghiên cứu lối chơi của thái lan để có cái phương án khi mà đối đầu với đội bóng này Bạn Nhật Huynh có cảm giác Việt Nam cứ gặp Thái là cầu thủ bị cuốn Anh có thấy vậy không? Từ đợt AFF 2020 trận lượt đi đã rất cống chân Chúng ta không cống chân mà thời điểm đó chúng ta mắc sai lầm Hồng Duy mắc sai lầm Nên là dẫn đến cái tình huống mà chúng ta thua rất là đáng tiếc Nhất là trước đó thì chúng ta đang duy trì một cái thế trận có thể nói là cũng tương đối là tốt trước Thái Lan. Mình hy vọng rằng là cái bài học đó sẽ được khắc phục ở cái trận đấu tới đây. À, mình tiếp tục với những câu tương tác tiếp theo ạ. Bạn Cắt May TV, bạn cho hỏi tiền vệ kiểu chơi kiểu bóc tu bóc là sao? Việt Nam hiện tại có ai chơi ở vị trí đó không? Bốc tu bốc theo mình đó là là uh, hỗ trợ uh, phòng ngự kim uh, tấn công, tức là một cầu thủ mà thuộc cái mức độ gọi là hoàn thiện, một tiền vệ trung tâm mà đúng kiểu là hoàn thiện đó. tức là ngay khi mà cướp được bóng là lập tức là chuyển đổi, biến cái chuyển đổi trạng thái đang là từ phòng ngự chuyển sang phản công nhanh đó thì cái 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 tiền vệ mà xử lý được những cái tình huống đó người ta gọi là ốc tu bốc và đúng không nhỉ để, từ từ để à không hình như bốc tu bốc là người đi kèm chết nếu mình nhớ không lầm thì có cái các cái hình như là kèm chết một uh, ngôi sao của đối thủ thì vậy mình chỉ nhớ có hai cái trường hợp mà tự nhiên giờ hỏi cái mình quên rồi bạn xin chào bạn Quỳnh Hưng, bạn Nga Trần. Mình phải chuyển về cái màn hình lớn một xíu. Đâu rồi? Bạn Nga Trần tuần sau thì em nghỉ Tết rồi. <laughs> xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nga Trần. Bạn Lê Thùy Vi. Chào em Dũng, chị thích xem video của em những thước phim không ai quay được Dạ em xin cảm ơn chia sẻ của chị Lê Thị Vi ạ Bạn Quỳnh Hưng, anh Dũng ơi cho em hỏi là chung kết Việt Nam Thái Lan đá mấy giờ hả anh? Trận chung kết ở sân Mỹ Đình là đá vào lúc 19h30 Còn trận đấu ở, ở Thammasat thì hôm bữa có thông tin nói là đá 17h Nhưng mà mình nhớ là đá vào lúc 19h30 luôn á để mình check lại cái thông tin cái trận đấu ở Thái Lan kỹ hơn. Bạn Trần Tiên Sinh. Con chào chú Trần Tiên Sinh. Bạn g o Phong. Hãy dùng khóa tốt nhất để khóa tất cả các ngòi nổ Thái Lan. Nhất là đội trưởng số 3 và Đăng Đa số 10. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn g Phong bạn ngô thiên hải anh dũng ơi em là điềm đen của tất cả mọi người luôn bởi em chúc ai may mình điều gì đấy nó luôn ngược lại luôn vậy cho nên em chẳng dám chúc việt nam điều gì anh dũng à xin cảm ơn chia sẻ của ngô thiên hải không sao cả cứ tự tin nói thiệt là bạn đã yêu mến thì bạn chúc cho họ may mắn đó là một cái điều rất là tốt rồi chẳng có gì mà phải ngược hay không ngược cả à, xin đừng quá tin vào những cái điều đó Quý khán giả đang theo dõi livestream nếu yêu thích thì có thể cho ngoài đường quên xin một like để tăng thêm cái tương tác được không ạ? Ngày hôm nay thì có vẻ là khá ít người đang xem ạ. Xin chia sẻ với quý khán giả. Xin chào bạn Bùi Văn Hùng. Tuấn Hải sẽ ghi bàn đấy vì mấy trận trước chưa có duyên thôi nhưng trận này sẽ khác rất nhiều. Chúc may mắn cho Tuấn Hải. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Bùi Văn Hùng. bạn Bùi Việt Cường năm ngoái chúng ta thua là vì thiếu vắng những cầu thủ trụ cột do chấn thương nên ta thua vì bị bắt bài xin cảm ơn chia sẻ của Bùi Việt Cường chúng ta cũng thấy năm ngoái chúng ta thiếu Đặng Văn Lâm thiếu Đỗ Hùng Dũng thiếu Đoàn Văn Hậu và bây giờ thì cả ba đã góp mặt ở đội tuyển Việt Nam và cho đến thời điểm này họ đều đóng những cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái thành công của đội tuyển Việt Nam và vì vậy mà chúng ta có cái niềm tin rất lớn là sẽ có một cái trận đấu hấp dẫn trên sân nhà Mỹ Đình trước khi sang Thái Lan và chinh phục chiếc cúp vàng ở sân Thammasat. Bạn Phan Chính nhìn đội Thái uể ỏi vậy, Việt Nam mình mừng hai trái là chắc rồi. <laughs> Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Phan Chính ạ. bạn uh, sky cts gia nhập terasin terathon những người này sẽ kéo cầu thủ việt nam người chơi khác thái lan cũng tốt thay thế gần như toàn bộ đội không bị mắc kẹt bạn uh, sky cts này là người thái người việt ta bạn viết uh, câu khá là uh, nó kiểu giống như là đang dùng google dịch vậy đó <laughs> không biết bạn là người việt hay bạn là người thái ta bạn Jonathan Việt Nam cực kỳ sợ các đội có cầu thủ biết khoan phá Thái Lan năm nay không có Subachok và Chanathip quá khỏe Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Jonathan ạ Bạn Đoàn Lương nâng cúp trên đất Thái còn gì hơn nhưng đó là cả một chặng đường phấn đấu Tôi tin là chúng ta sẽ làm được trên đất Thái Lan Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Đoàn Lương trước đó thì chúng ta hy vọng rằng là chúng ta sẽ có 90 phút thi đấu hay trên sân Mỹ Đình với sự tiếp lửa trên khán đài của người hâm mộ. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một cái lợi thế lớn để tự tin hành quân sang bên Bangkok đối đầu với người Thái ở trận chung kết lượt về. Xin chào bạn Tiến Đạt, bạn Thơ Nguyễn, bạn Lê Quân, bạn Tê Phúc. Hiện tại chiếc cúp AFF đang ở Thái Lan hãy mang nó về Dạ yeah, xin cảm ơn chia sẻ của bạn T Phúc ạ Quý khán giả đang theo dõi livestream nếu yêu thích thì có thể cho ngoài đường pit xin một like để tăng thêm cái tương tác được không ạ Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều Bạn Ly Vũ Ly Chích lại câu nói của huấn luyện viên xin Việt Nam toàn gặp đội yếu nên thắng Chuẩn bị gặp Thái Lan một đội yếu nữa Chả lẽ ông Sinh nói đúng quá Dũng ơi <laughs> <laughs> xin xin cảm ơn uh, chia sẻ của bạn. Có lẽ là huấn luyện viên cũng uh, huấn luyện viên xin ông cũng uh, rất là uh, cay khi mà cái câu này đã bị người Việt Nam của chúng ta liên tục trôn đúng không ạ? À mà mình cũng uh, xin uh, chia sẻ với cả nhà là không biết là lúc nãy uh, có mấy anh em đồng nghiệp Tết Trần cũng nói với mình là hình như là uh, Tuyền Văn Hóa có khi mà Tuyền Văn Hóa đăng một cái clip mới đây uh, có nói về những cái phản ứng cái kiểu mà trôn á, của cristiano ronaldo đang ở câu lạc bộ mới á, thì là có nhắc đến cái tình huống mà marklof của indonesia đã giả vờ bị đoàn văn hậu chơi xấu không biết là cuối cùng là có chính xác hay không nhưng mà lúc mà nghe mấy anh em nói thì mình rất là vui nếu mà cái điều này mà thực sự là ronaldo đang nhắc đến cái tình huống đó thì có lẽ là mình cũng quá là tự hào bởi vì cái đoạn clip của mình đã viral sáng ngày hôm nay thì có mấy anh em ở bên nga có nhắn qua uh, cho mình nói là cái clip này được chia sẻ rất là nhiều ở bên nga đó dũng họ cũng quay cho mình họ cũng uh, chia sẻ cho mình mấy cái link trên instagram đúng là toàn tiếng nga không mấy cái trang fanpage uh, bóng đá ở bên nga họ cũng chia sẻ mình bảo là qua uh, qua tới nga luôn rồi uh, cũng viral phết thì uh, nói thiệt với cả nhà là cũng là một cái tình huống mà như mình đã chia sẻ là vô tình thì lụm cái bình thôi quay được một cái tình huống nó khá là hài hước và có lẽ vì vậy mà rất là nhiều những cái bình luận cũng như là nhiều cái chia sẻ đã được lan truyền khắp mọi nơi tại vì đơn giản một điều là cái anh chàng mắc lốc này anh ấy diễn quá là sâu diễn sâu đến mức mà ngay cả người đồng đội của anh ấy lao vô để phản ứng với đoàn văn hậu để rồi phải lãnh một cái thẻ vàng rất là oan đúng không ạ cuối cùng là hóa ra là bị ngay cả đồng đội của mình hại và chính vì vậy mà cái tình huống này nó càng được viral nhiều hơn <laughs> xin chào bạn Huy Hoàng bạn Trần Tiên Sinh năm nay tuyển Việt Nam rất đều tuy nhiên sân Mỹ Đình sẽ gây bất lợi cho lối đá băng bật nhỏ ít chạm của chúng ta à, chú Trần Tiên Sinh cứ bình tĩnh ạ À, chúng ta đá ban bậc nhỏ mà chúng ta bị ảnh hưởng thì người thái họ cũng sẽ bị ảnh hưởng nói chung là khi một cái sân bóng mà xấu thì cả hai đội đều gặp khó khăn đúng không ạ chứ đâu phải là chúng ta khó khăn nhưng mà đội bạn thì lại thuận lợi nó khác ạ à. nó không thể không thể như vậy được ạ à. tức là hai đội mà cái sân đã xấu thì cả hai đội đều bị ảnh hưởng hết ạ à. bạn gov phong Dũng ơi tin tưởng thể hình thể lực Việt Nam tốt hơn Thái Lan Hãy đánh phủ đầu ăn bàn rồi nghi binh ru ngủ tiếp tục đánh toan các hàng thủ Và ngăn chặn các hướng tấn công từ số 3, số 10 và bám sát số 11 của Thái Lan Xin cảm ơn chia sẻ của bạn GOV Phong Bạn T Phúc phủ đầu 30 rồi làm gì thì làm Chúng ta mà ăn lên chúng ta mà ăn lên tới 3-0 thì mình nghĩ là đội tuyển của mình chắc ăn luôn 40 quá Hay là ăn luôn 5-0 và lúc đó thì còn ý nghĩa gì ở trận lực về nữa đúng không ạ lúc đó chắc cái chỉ qua nó để nhận cúp thôi ạ. điều này mà nó xảy ra thì còn gì để nói nữa ạ? lúc đó không biết là người thái sẽ nói gì tất nhiên đây cũng chỉ là nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước đúng không ạ à, nhưng mà mơ ước mà thành hiện thực thì lại quá hay xin chào bạn nguyễn văn chính việt nam lại được ăn lẩu thái thôi anh chưa biết được chúng ta chưa biết được nhưng chúng ta hãy tin tưởng và ủng hộ hết mình bạn Nga Trần, anh cho em hỏi là lễ trao giải quả bóng vàng vào ngày mấy vậy anh? Ờ, lễ trao giải quả bóng vàng cho đến thời điểm này là chưa xác định ngày. Có lẽ là thường thì thông thường hàng năm là họ trao vào tháng 2 hoặc là đầu tháng 3. mình tiếp tục với những câu tiếp theo ạ à, Đâu rồi bạn a béo official mình dự đoán là việt nam sẽ thắng lượt đi hay không và lượt về thì chúng ta sẽ thắng một không xin cảm ơn chia sẻ của a béo official à, nếu mà thắng như vậy thì đó là một cái kết quả phải nói là cực kỳ là mỹ mãn cực kỳ là trọn vẹn với đội tuyển việt nam của chúng ta đúng không ạ OK rồi, à, mình lại tiếp tục với những câu ở phía dưới. Bạn Bùi Việt Cường, à, bạn ấy giải thích cho mình cái sự bối rối ở phía trên lúc nãy. Tiền vệ bốc tu bốc là b 2 b, b 2 b. À, thuật ngữ dùng để chỉ những cầu thủ chơi ở tuyến giữa nhưng có khả năng di chuyển và có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Bùi Việt Cường. À, bạn Tê Phúc, Việt Nam thắng có bão không vậy mọi người? thắng thái thì bảo đi chứ còn gì nữa đúng không ạ nhưng mà hãy đợi trận lượt về hãy khoan ăn mừng ở trận lượt đi xin chia sẻ với bạn tê phúc xin chào tính phạm em có linh cảm không lành khi gặp thái lan ở chung kết thà gặp malaysia còn dễ thở hơn anh ơi không em ạ à, càng đá với đối thủ mạnh mình nghĩ rằng là chúng ta càng khoái và cái cảm giác đăng quang nó sẽ càng sướng 2018 chúng ta đánh bại Malaysia ở trận chung kết thực sự là chúng ta rất sướng bởi vì đơn giản một điều ở thời điểm đó Malaysia họ cũng rất mạnh và họ đã khuất phục được Thái Lan đúng không ạ? Còn chúng ta lúc đó chúng ta đánh bại người Malaysia chúng ta rất sướng. Bây giờ mà chúng ta đã vượt qua rất nhiều đối thủ rồi. Chúng ta hạ Malaysia ở vòng bảng chúng ta thắng Indo ở bán kết bây giờ mà chúng ta thắng nốt Thái Lan thì có phải là nó quá mỹ mãn không ạ đúng không ạ nó sẽ quá mỹ mãn như vậy cái cảm giác nó sẽ sướng hơn mình tin rằng là người hâm mộ một phần nào đó vẫn thích Việt Nam đá chung kết với Thái Lan bạn Kiệt Nguyễn Bumathan giống Kimic quá xin cảm ơn chia sẻ của bạn bạn linh phạm hai thẻ vàng của đội việt nam mình thì có ảnh hưởng gì không dũng ơi mình xin chia sẻ với cả nhà là chúng ta có bốn cầu thủ đang bị một thẻ vàng và nếu chúng ta cũng chính những cầu thủ đó mà dính thêm thẻ vàng ở sân mỹ đình thì đồng nghĩa là không có cơ hội để đá ở trận chung kết lượt về đó là đỗ hùng dũng là đoàn văn hậu là vũ văn thanh và bùi tiến dũng xin chia sẻ với cả nhà không có việc xóa thẻ đâu ạ xin chào bạn lê ngọc tân bạn hoa sen bạn lê ngọc tân ai tên hải rất có duyên ghi bàn vào lưới thái lan <laughs> xin cảm ơn chia sẻ của bạn lê ngọc tân ạ à. <laughs> rất là hay bạn lê ngọc tân thắng đôi công sòng phẳng sẽ thỏa lòng người hâm mộ Xin chào bạn Nguyễn Lam Giang Việt Nam 20 Thái Lan Thái Lan 11 Việt Nam Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Lam Giang Bạn Thiên Hoàng Bà Pan có sang mình không đấy bạn à, Lúc nãy thì Đội tỉnh Thái đến Và mình không thấy có sự xuất hiện Của Madame Pan Có thể là bà bận công việc Có thể là bà à, Chưa sang Chúng ta cùng chờ xem là những ngày tiếp theo ngày mai hay ngày mốt madam pan có xuất hiện hay không lúc nãy thì mình quay đội tuyển thái lan đến khách sạn nhưng mà không thấy có madam Pang. fan việt nam football năm ngoái chúng ta thua vì trọng tài thôi à, thua là thua chứ bây giờ lúc đó chúng ta tìm những cái cớ để chúng ta đổ thừa thôi chứ thực tế thì thua vẫn là thua bóng đá nó là như vậy các bạn bạn Phạm Văn Na Việt Nam thắng Thái Lan 2 không Chúc anh em và các con của Việt Nam nhiều sức khỏe các con ơi cố lên Việt Nam vô địch Dạ xin cảm ơn không biết là cô hay chú Phạm Văn Na <laughs> Bạn Khắc Hưng sân nhà mà thắng 2 không là cơ hội rất cao anh nhỉ Nếu chúng ta thắng 2 không thì áp lực khủng khiếp Tại vì xin chia sẻ với cả nhà là Chúng ta thắng 2 không tức là chúng ta có lợi thế hai bàn cái thứ hai chúng ta không để thủng lưới trên sân nhà thì rõ ràng là Thái Lan họ đã lục về cái tâm lý của họ sẽ bị nặng nề hơn rất nhiều. Xin chia sẻ với bạn khắc Hưng Chúng ta cùng kỳ vọng vào cái điều đó đi. Ngoài đường Pit rất là cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi livestream và nếu yêu thích thì có thể cho ngoài đường Pit xin một like để tăng thêm cái tương tác được không ạ? Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bạn là Lê Thi Quang cũng dự đoán giống bạn Khắc Hưng bạn fan Việt Nam football mình chỉ hy vọng trọng tài năm nay bắt công bằng mà thôi như ngoài đường Pit cũng đã chia sẻ rồi ạ sáng ngày hôm nay thì mình cũng đã nhắc đến cái tên của trọng tài cô Hyun Jin là trọng tài người Hàn Quốc ông sẽ điều hành cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan ở trên sân Mỹ Đình à, trên màn hình của cả nhà là trọng tài cô Hyun Jin À, nhìn cũng khá là ngầu, khá là đẹp trai và hy vọng rằng là cái sự đẹp trai của ông sẽ được người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói đến nhiều hơn sau khi trận đấu uh, chung kết lượt đi khép lại. Chứ đừng lúc đó lại đừng khóa phay này nọ thì nghe nó dở ra đúng không ạ? Chúng ta cùng hy vọng rằng là ông Ko Hyun Jin sẽ bắt công tâm và đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ giành chiến thắng. Xin uh, chia sẻ với cả nhà. Xin chào bạn Trần Trung Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai xuống phong độ quá rồi Tại sao vậy lớp kế cận của Hoàng Anh Gia Lai Cũng không thấy nổi bật nữa à, Xin cảm ơn câu hỏi của bạn à, Lúc này chúng ta đang nói về chủ đề à, Đội tuyển Việt Nam Cho nên mọi câu hỏi về các câu lạc bộ Dũng xin phép không trả lời Bạn Tâm Như Đài SBS Cũng sử dụng clip clock phát trên TV Ồ, Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Tâm Như bạn Phan Phúc có Facebook hỏi tác giả, mình chỉ hữu Dũng. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dũng xin cảm ơn rất nhiều. Bạn Phan Việt Nam Football clip đó sang tận Hà Lan luôn. Wow. <laughs> xin cảm ơn, cả nhà đã tận tình chia sẻ cho ngoài đừng viết ạ. Rất là cảm ơn ạ. Bạn Tính Nguyễn thì dự đoán là Việt Nam thắng 2-0 lượt đi và hòa 0-0 lượt về. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Tính Nguyễn ạ. Mình tiếp tục với câu ở phía dưới được không ạ? Nhiều nhiều câu đang ở dưới đang chờ. Xin chào bạn Trần Người mình cứ xem đến thằng 23 lăn ra ăn vạ mình cười cả ngày, xấu hổ thật từ ngày xem bóng đá đến giờ mới gặp như vậy. <laughs> bạn là Thanh Phong, thầy đã phá dớp hết cả rồi, chỉ lần này nữa thôi tôi tin tưởng và sẽ đoạt cúp vì chất lượng dàn cầu thủ đang ở đỉnh cao. Xin cảm ơn chia sẻ của Thanh Phong bạn phi đặng chưa bao giờ tự tin việt nam thắng thái lan như lúc này quang hải ghi bàn quyết định giành chiến thắng cái kết cực kỳ viên mãn mình thấy cái chia sẻ của bạn thôi là mình đã thấy sự viên mãn rồi và mình hy vọng rằng cái điều này nó sẽ trở thành sự thật một cái lời chia tay ngọt ngào của huấn luyện viên park hang seo với bóng đá việt nam chúng ta và cũng là một cái món quà ngọt ngào dành cho người hâm mộ đã dành tình cảm cho đội tuyển việt nam của chúng ta trong suốt một cái hành trình À, vượt qua với rất là nhiều những cái trận đấu hay những cái khó khăn à, với đội tuyển việt nam nhưng mà đã lần lượt à, vượt qua chẳng lẽ bây giờ ở cái chốt chặn cuối cùng chúng ta lại không vượt qua được đúng không ạ quý khán giả đang theo dõi livestream nếu yêu thích thì có thể cho ngoài đường tiết xin một like để tăng thêm cái tương tác được không ạ xin cảm ơn cả nhà rất nhiều bạn Mậu Thông 78 Dũng ơi cho anh hỏi đội tuyển của chúng ta có mấy cầu thủ ghi bàn ở AFF Cup lần này vậy Cảm ơn em à, em anh hỏi lúc này em không nhớ rõ đâu em chỉ em điểm qua nha Nếu sai ai thì mong cả nhà sửa dùm Nguyễn Tiến Linh là 5 bàn thắng à, Vũ Văn Thanh có một bàn Văn Toàn có một bàn Hoàng Đức có bàn. Ai nữa nhỉ? Hùng Dũng có bàn. Đoàn Văn Hậu là 6 rồi nha. 6 người. Còn ai nữa không ta? Cả nhà ơi, còn ai nữa không nhỉ? Hình như là 6 cầu thủ. Dũng nhớ là có 6 cầu thủ đúng không ạ? Hồ Tấn Tài 7, 7 cầu thủ. Chúng ta có 14 bàn thắng. 7 cầu thủ ghi. Cả nhà có thể check thêm Dùm Dũng coi là còn thiếu ai nữa không ạ? Bạn Huy Hùng 9 cầu thủ nha. Bạn Peter chung kết trong mơ. Xin chào bạn Phạm Văn Cản, nhà báo có cho rằng năm nay là lần đầu tiên Việt Nam mình đăng quang trên đất khách? À, mình có cái niềm tin đó. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Phạm Văn Cản. Mình cũng có cái niềm tin là chúng ta sẽ đăng quang. Kể cả người Thái lúc này đang rất mạnh. Xin chào bạn Ngô Hùng, bạn Phúc Nguyễn, anh nghĩ trận lượt đi có cho những cầu thủ bị thẻ vàng rồi đá chính không ạ? Uhm, một câu hỏi rất là khó nhưng mà mình tin rằng là sẽ phải đá. Bởi vì chúng ta cần thắng Chúng ta cần chiến thắng ở lượt đi Chúng ta có lợi thế sân nhà Chúng ta sẽ tung ra cái lực lượng mạnh nhất Có thể để mà đánh bại người Thái cái đã Trước khi mà sang sân khách Lúc đó Thái Lan họ muốn làm cái gì là chuyện của họ Chúng ta sẽ tính đến cái phương án đối phó Trên sân Thammasat Sau cái ngày 13 tháng 1 Chúng ta cần phải giải quyết cái trọng tâm Đó là bây giờ Đá ở sân Mỹ Đình Có cái lợi thế lúc này Thì cần phải tận dụng thật là tốt Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Phúc Nguyễn. Bạn Dương Liễu HP à, cho cô hỏi Dũng đoạn clip mà cầu thủ Indonesia nằm lăn xuống ăn vạ Đoàn Văn Hậu đang lan truyền trên mạng rất nhiều có phải là của cháu không? Dạ đúng rồi cô, là của con quay ạ. À. Ngay sau khi con quay và con đăng ở trên trang Facebook Nguyễn Hữu Dũng thì là các đồng nghiệp khắp mọi nơi họ gọi điện đến và họ xin sử dụng đầu tiên là ngoài đường pit đồng ý cho on spot đăng trước sau đó là lần lượt các đơn vị uh, truyền hình khác vtv rồi bên việt nam net rồi bên sao thể thao bên báo bên một loạt các trang tin cũng xin thế anh 28 rồi bip vn rồi rất rất là nhiều các trang họ xin sử dụng sau đó thì chắc là cả nhà cũng biết rồi chỉ khoảng 10 đến 15 phút là cái đoạn clip nó lan tỏa ra tại vì đó là một cái tình huống huống nó quá hài hước trong bóng đá bạn vinh dự đoán lượt đi thắng hai một và lượt về hòa một một xin cảm ơn dự đoán của bạn vinh nghe thấy rất là thích luôn bạn vichen việt nam 3 không <laughs> rất là máu Bạn Hùng Ngô trời lạnh thì ăn lẩu Thái sướng tê. <laughs> xin cảm ơn uh, chia sẻ của bạn uh, Hùng Ngô ạ. À, mình cũng uh, xin uh, chia sẻ với cả nhà là uh, như tất cả các trận đấu trước đây của đội tuyển Việt Nam thì fan zone của Red Bull sẽ tiếp tục trình chiếu với màn hình LED khủng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và cả nhà có thể đến để cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam cũng như là tham dự những cái chương trình đồng hành cùng với khán giả do Red Bull họ tổ chức. Xin chia sẻ với cả nhà à, tất cả các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, Fanzone đều được à, à, tổ chức ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Xin à, gửi lời chia sẻ đến cho cả nhà. Xin chào bạn à, Nguyễn Bích Phụng, Thái năm nay yếu bạn lộc nguyễn thắng thái để khẳng định việt nam không phải là may mắn xin cảm ơn chia sẻ của bạn mình nghĩ rằng là sau cái chiến thắng thuyết phục trước indonesia thì không ai nói việt nam may mắn mà thực tế là sau khi chúng ta đã góp mặt ở vòng loại thứ ba world cup vừa rồi á, thì chúng ta đã được đánh giá ở một cái đẳng cấp cao rồi và bây giờ là cái thời điểm chúng ta đang thể hiện cái đẳng cấp của chúng ta mà thôi hầu như là trước các cái trận đấu giới truyền thông của các nước họ đều đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. chẳng hạn như khi chúng ta đánh đá với Malaysia, đá với Singapore, đá với Myanmar hay đá với Lào ở vòng bảng chúng ta đều được đánh giá cao hơn. Chúng ta vào đá với Indonesia ngay cả khi chúng ta sang làm khách ở sân Bung Karno với rất là nhiều những cái dự báo mất an ninh, mất an toàn chúng ta vẫn được đánh giá cao hơn. Và khi chúng ta đánh bại Indonesia 2-0 ở trên sân Mỹ Đình thì cái đánh giá đó nó chỉ là một cái sự minh chứng chứ chúng ta không có bị chê là cái đẳng cấp thấp và may mắn nữa lâu rồi chúng ta không nghe đến từ may mắn nữa đâu bây giờ chúng ta chỉ có tiếp tục chứng minh trước Thái Lan mà thôi bạn uh, xin chào bóng đá TV em tuyên chào anh Dũng xin chào tuyên đội tuyển Việt Nam thắng cả ba đối thủ lớn xong thầy bắt nghỉ ba đội kia về sau muốn đòi nợ cũng không được xin cảm ơn uh, chia sẻ của tuyên nha bạn tính phạm em thấy anh Đỗ Kim Phúc giống y chang cầu thủ Thirathon Bunmathan của Thái Lan anh ơi <laughs> cảm ơn tính phạm hồi hồi trước mà lúc mà mình gặp Đỗ Kim Phúc thật sự là chia sẻ với cả nhà luôn đó là thời điểm mà mình cũng đang gọi là trong giai đoạn rất là hoang mang mình vẫn tập trung vào cái công việc là làm báo nhưng mà khi mà Đỗ Kim Phúc gặp ở AF Cup 2018 mình uh, thấy Phúc quay mình rất là thích tại vì trước đó mình cũng đã làm nhưng mà sau đó cái kênh YouTube của mình nó bị xóa sổ. Mình rất là buồn lúc đó mình buồn nản. Nhưng mà Phúc là người đã truyền lại cái cảm hứng cho mình, động viên mình, truyền cái cảm hứng và cái lời Phúc nói với mình vẫn nhớ như in. Đó là Phúc nói là uh, quay cái uh, hậu trường của giới cầu thủ không phải không ai qua được anh. Em nghĩ đó là một cái lợi thế rất là lớn của anh anh nên quay lại làm YouTube và thật sự là Phúc động viên mình rất là nhiều thì sau đó mình có về mình hỏi ý kiến của báo thì báo đồng ý thì mình bắt đầu mình quay trở lại mình tập trung mình làm cái kênh ngoài đường tiếp sự là nếu không có đủ kim phúc động viên thì chắc là đến giờ mình vẫn không làm YouTube và bây giờ lại quay trở lại với kênh tiktok cái kênh tiktok của mình mình bỏ nó chết hơn một năm khi mà mình gần tới cái ngưỡng 100.000 follow kênh tiktok của mình lúc đó đã là 97.000 và quãng thời gian mà mình không làm nó đã tụt xuống thê thảm nó xuống còn 84.000 và mình mới quay trở lại làm tiktok trong khoảng thời gian 2 tháng trở lại đây thì bây giờ nó mới đầu mới quay trở lại cái con số 87.000 nhưng mà những clip của mình có lượt view cũng khá là ổn hy vọng rằng là mọi người ngoài coi YouTube thì có ủng hộ cho mình trên tiktok mình cũng rất là vui rất là cảm ơn cả nhà Bây giờ thì cũng đã muộn rồi và mình cũng chưa ăn tối. Vừa đi quay Thái Lan xong là về lên sóng luôn. Cho nên là xin phép cả nhà mình đi ra ngoài kiếm đồ ăn đây. Nhờ những cái chương trình khuya như thế này và ăn tối muộn hơn như thế này mà mình đã tăng hơn 4 kg chỉ trong khoảng 3 tuần đồng hành cùng với AMF Cup rồi. Hy vọng rằng là sau khi tác nghiệp xong, ăn Tết xong và quay trở về Sài Gòn thì mình sẽ phải giảm cân xuống khoảng 4 đến 5 kg thì mới ổn rất là cảm ơn cả nhà và xin được gửi lời chào tạm biệt chúc cả nhà một buổi tối bình an ngon giấc và ngày mai chúng ta sẽ có nhiều hình ảnh thông tin thú vị về phần tập luyện của đội tuyển Việt Nam cũng như là đội tuyển Thái Lan để làm quen với sân Mỹ Đình và sau đó một ngày hai đội sẽ bước vào trận đại chiến đầu tiên hy vọng rằng là tin vui sẽ đến với người yêu bóng đá Việt Nam chúng ta xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình livestream tiếp theo tạm biệt